nhân loại đại não nông trường 300 cân mỉm cười lấy ta có thể trông thấy mộng. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, ban đêm 10 giờ, tại phòng vệ sinh rửa mặt, Trúc Chính vì nhìn một chút trong gương mình, khuôn mặt tiều tị, thân thể gầy gò, tóc thưa thớt, là lâu dài thức đêm tu tiên dân mạng điển hình tinh thần diện mạo. Điều chỉnh một chút tinh thần, hắn đi trở về ký túc xá, cùng Phòng Vương Quân ngồi trước máy vi tính, còn tại dùng phần mềm cả lấy ban đầu hiệu rời gạch. Đây là nào đó gần nhất lôi cuốn đại hỏa tu tiên thẻ bài trò chơi, trò chơi này không ít người chơi chơi đùa vì mở đầu thuận một chút chọn mua sắm ban đầu hiệu. Bọn hắn hiện tại liền là làm cái nghề này kiếm thu nhập thêm, tốt một chút ban đầu hiệu 20 nguyên một cái. Tình huống thế nào, Trúc Chính vi hỏi một tiếng vẫn được. Vương quân là cái cao cao gầy teo tiểu hòa tử, hùng hùng hổ hổ, bất quá đoán chừng kiếm không được mấy ngày, người ta chính quy cỡ lớn phòng làm việc đã ra trận. Muốn ta nói, đây cũng là cái việc khổ cực. Các ngươi hai cái dạng này, còn không bằng ta ở bên ngoài làm kiêm chức gia giáo hơn nhiều. Bên cạnh ngồi tại giường trên cùng phòng lý hưởng gãi đầu một cái, ngay tại trên giường dùng máy tính nghiên cứu bitcoin, dự định dùng cái này phát tài ở đâu không phải làm công rời gạch. Vương Quân nhếch miệng, kia không có cách ta về sau đều là xã xúc sao, mệnh cơ bản cũng là làm công làm việc vì để cho ông chủ mở lên Mercedes. Trúc Chính Vi cười, ta đi xuống lầu nhà ăn, lấy chút bữa ăn khuya mang về, Trúc Chính Vi đi ra cửa quan sát bầu trời đêm. Năm ngoái vẫn là học sinh lớp 12 hắn, trước mắt ngay tại trên năm thứ nhất đại học, chính học tập Sơn thành đại học máy tính ứng dụng chuyên nghiệp, rõ ràng là một chỗ tam lưu địa phương đại học. Một đám trong túc xá hai cái này ra xúc một cái so một cái cuốn, nghĩ trăm phương ngàn kế làm công, ra giáo, chơi khu khối liên, trò chơi rời gạch mà ký túc xá ở bốn người, thường chú chỉ có ba người, cái cuối cùng cùng phòng là phú nhị đại, lâu dài không gặp người, ở bên ngoài thuê phòng, mang theo nữ đồng học ở chung. Thỉnh thoảng sẽ trở về mấy lần. Ký túc xá ngoài cửa sổ đổ mưa to, còn tại ca hiệu vương quân đốt một điếu thuốc, ai, rời gạch, rời gạch, đây đều là do thiên định, tướng mạo dung mạo, gia đình xuất sinh, thiên phú tài năng. Quyết định chúng ta điểm xuất phát cứ như vậy. Nương, gần nhất nghe học trưởng nói, chúng ta nghề này rắc rối, càng ngày càng kịch liệt, lý hưởng cười hắc hắc, cuốn, đều cho ta vào chỗ chết cuốn. Nếu là chúng ta nhân sinh, có thể giống như là ngươi trò chơi này đồng dạng có thể cả, ban đầu hiệu, giống như là bóp búp bê đồng dạng, tuyển định xuất sinh gia đình, tuyển võ công thiên phú. Tuyển tài tình, bóp kiểu tóc, bóp dáng người, tái xuất sinh, rừng A, à, hiện thực không phải trò chơi, sao có thể quyết định mình xuất sinh A. À? chúng ta cũng còn không có bệnh người ta chúc chính vi xuất sinh di truyền bệnh máu chậm đông không phải cũng là suy. đừng nói huyên thuyên còn không có đi xa đâu ngay tại hai người thanh âm dần dần thu nhỏ bên trong chúc chính vi đi xuống hành lang mình đã sớm tiếp nhận búp bê nhân sinh mình bệnh máu chậm đông là bệnh di truyền May mà là cường độ thấp, định kỳ dùng thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt, chỉ cần mình cẩn thận một chút hà tiện, không va chạm liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Từ trình độ nào đó tới nói, mình là may mắn. Hắn tại người trung phòng bệnh trong đám làm quen quá nhiều trọng độ người trung phòng bệnh, thậm chí có không ít xương đùi đầu hoại tử, không đứng dậy nổi người. Xoạt, mưa đêm có một chút thanh lãnh. Chúc Chính vì miễn cưỡng khen, đi ra ký túc xá, đi một hồi đi tới nhà ăn. Bởi vì còn chưa tới ấn mở cơm, hắn không khỏi mỏi mệt ngồi trên ghế, nhìn ra top 5 top 3 học sinh che dù đi vào nhà ăn. Gần nhất vẫn bận rời gạch để hắn trạng thái tinh thần tương đối dã rời, vì chủ học phí cùng là tương lai của mình tính toán. Để hắn cảm giác sinh hoạt giống như là một tảng đá lớn ép tới hắn có chút thở không nổi rất nhanh, vô cùng vô tận bối rối cùng dã rời tựa như là dưới biển sâu đại dương mênh mông để hắn lâm vào nửa ngủ trạng thái. ầm ầm, ngoài phòng ăn đột nhiên bầu trời một đạo kinh lôi. Chúc chính vì mãnh liệt bừng tỉnh cả người bị dọa đến một cái giật mình, trong mắt lóe lên một đạo thần bí vòng xoáy lạc ấn nửa mê nửa tỉnh thời điểm bừng tỉnh, khiến cho đầu hắn ầm vang chấn động, giống như là một loại nào đó sinh mệnh ẩn tàng đồ vật bị cậy mở đồng dạng, cảm giác toàn bộ thế giới bỗng nhiên rõ ràng lên. Nhạy cảm bắt đầu, chúc chính vi rụi rụi mát. Hắn quỷ dị phát hiện nơi xa bên cạnh tòa, một cái ngửa đầu trên ghế ngáy mập mạp đồng học trên đỉnh đầu, mang một cái không ngừng chập chờn ngủ gật bong bóng nhỏ bọt khí bên trong mông lung tỏa ra một hình ảnh, trên đầu làm sao có một cái bọt khí, hắn ấn mở ngủ mập bạn học đỉnh đầu bọt khí. Lập tức tiến vào một cái mông lung ý thức thế giới, trong nháy mắt thấy được mập mạp ngay tại kiện thân, mồ hôi đầm đìa ngay tại chạy bộ. Giảm béo, giảm béo, giảm béo, 121, 121 mập bạn học toàn thân thịt mỡ rung động một bên dùng trên vai khăn mặt lau mặt trên mồ hôi một bên thở hồng học chạy tại vô tận trên đường lớn mà mình đi vào đưa tới mập mạp mờ mịt cái tên mập mạp này mơ mơ màng màng giống như là không có cái gì suy nghĩ trí tuệ đồng dạng ai ai người là ai a à? đồng học cũng là đến cùng ta cùng một chỗ giảm béo sao như vậy chúng ta cùng một chỗ chạy bộ đi, chúc Chính Vi có chút giật mình, vội vàng thối lui ra khỏi bọt khí, nhìn về phía cái kia lại còn tại nhà ăn trên ghế ngồi chợp mắt mập mạp. Ta mới vừa tiến vào hắn mộng, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, cái tên mập mạp này trong mộng tại giảm béo, chúc Chính Vi trái tim bịch bịch nhảy, lặng lẽ quét mắt chung quanh một vòng hắn phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy ngủ mập mạp trên đầu mang một cái bong bóng nhỏ, cái khác thanh tỉnh xếp hàng học sinh đỉnh đầu cũng không còn khí cua. Chỉ có ngủ mới có trộm mộng. Inception, hắn hô hấp dồn dập đột nhiên nhớ tới nào đó bộ cực kỳ nổi tiếng phim, đè nén cuồng loạn nhịp tim. Đừng chen ngang, Aji, muốn trái trứng cơm chiên. Hôm nay cái này mưa tốt, hố cha trường học còn không có ký túc xá điều hòa không khí, tối nay mát mẻ a, à, khẳng định ngủ ngon cảm giác. Nhà ăn nhỏ vụn âm thanh truyền đến, các học sinh cầm thau cơm, đã sắp xếp lên trường long. Trúc chính vi cũng đứng người lên bắt đầu xếp hàng, tay lại có chút không tự chủ được run rẩy lên, chậm rãi lại ấn mở nơi xa chỗ ngồi còn đang ngủ mập mạp đỉnh đầu bọt khí. Hô 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 mập mạp như cũ tại thở hồng hộc chạy bộ, tại vô cùng vô tận mông lung trên bãi tập chạy trước. Trúc chính vi tiến vào bọt khí thế giới, nếm thử đuổi theo hắn chạy bộ, một bên sóng vai trò chuyện. Ai, huynh đệ ngươi lại tới, mập mạp kinh ngạc nói. Ha ha, vị này xoái ca ta cũng tới rèn luyện thân thể, ngươi là đến giảm béo sao. Trúc chính vi chạy thở không ra hơi cái này mộng thật đúng là mẹ nó chân thực chạy bộ mệt mỏi mình vậy mà trong mộng thể lực cũng kém như vậy còn không chạy nổi cái này thịt hồ hồ mập mạp hai người một bên chạy chúc chính vì một bên nói bóng nói gió vị này mập bạn học muốn lý giải cái mộng cảnh này quỷ dị mập mạp vậy mà cũng không có chút nào phòng bị trò chuyện ta chuyên nghiệp nữ sinh quá ít nhưng tiểu vân không hổ là chúng ta hệ nữ thần vẫn là coi trọng ta nói nàng mặc dù thích ta nội tại nhưng bề ngoài của ta lại quá béo một chút nhưng bình thường không có quá nhiều thời gian giảm béo ta gần nhất mỗi ngày đều tại làm kiêm chức nữ thần tiểu vân lập tức liền muốn sinh nhật nàng nói thích một cái bảy ngàn khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay ta phải tích lũy tiền cho nàng một kinh hỉ bình thường cũng liền có thời gian rảnh chạy một hồi sinh hoạt quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá mệt mỏi a à, ta còn phải sớm chuẩn bị kiểm tra nghiên cứu sinh ta hôm nay ăn đến nhiều lắm hôm qua ta kiêm chức chủ nhà hàng mắng ta lại xấu lại ngốc thối nông thôn nhân trước đại học cũng không cải biến được ngay cả đầu cái đĩa cũng không biết nhưng ta tin tưởng ta có cái tương lai tốt đẹp chúc chính vì một đường bồi chạy một đường nói chuyện phiếm nghe cái này béo học trưởng nói các loại gần đây nhân sinh phiền não hắn phát hiện mập mạp ý thức là mơ hồ thậm chí đối thoại cũng không có chút nào logic tựa như là một cái nửa ngủ nửa tỉnh người, hắn đang nói một ít vô ý thức chuyện hoang đường, chung quanh tràng cảnh một mực tại biến hóa. Rất nhanh, Chúc Chính vì không có trò chuyện hai câu, liền không thể không thối lui ra khỏi mộng cảnh. Bởi vì hắn cũng quá mệt mỏi, vừa chạy vừa trò chuyện, vậy mà không chạy nổi cái này béo thanh niên, bị trực tiếp bỏ lại đằng sau. Xoạt! Chúc chính vì một giây sau lần nữa thối lui ra khỏi mộng cảnh, một cỗ mãnh liệt mỏi mệt cùng bắp thịt cả người đau nhức cảm giác tùy theo vọt tới. Mở mắt ra, bên cạnh một cái nữ đồng học một mặt lo lắng nhìn xem mình, sờ lấy Trúc chính vì cái chán, người rốt cục tỉnh, người làm sao choáng choáng nặng nề, một mực toàn thân mồ hôi trộm tựa như là chạy 800 mét chạy cự ly dài đồng dạng, ta đều suýt chút nữa thì gọi người, chúc chính vi ngẩn ngơ, nhìn nhìn chính mình thân thể. Rõ ràng là trong mộng bồi chạy, nhưng mình lại mồ hôi đầm đìa, phía sau lưng đều là ẩm ướt, trái tim cũng tại phù phù cuồng loạn, thân thể giống như là thật chạy 800 mét bắn vọt đồng dạng. Chẳng lẽ, mộng, tại phản hồi thân thể trong chớp nhoáng này cả người hắn lại không còn dã rời cùng tùy ý, hắn miệng đắng lưỡi khô, thân thể có chút phát băng, ta tại trong mộng của hắn chạy bộ, kết quả ta hiện thực ư. Hắn lại nhìn một chút xa xa mập mạp. Hắn vẫn tại nằm mơ, nhưng là thân thể nhưng không có đổ mồ hôi, chỉ là đơn thuần mộng mà thôi. Không hợp thói thường mộng cảnh bọt khí. Một cái điên cuồng ý niệm dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm, đây coi là cái gì, trong lòng ám chỉ linh hồn ảnh hưởng, tiềm thức phản hồi. Hơn 10 phút về sau, Trúc Chính vì cầm bữa ăn khuya bước nhanh rời đi nhà ăn, hắn bởi vì một trận chạy bộ mà bước chân bùn rùn, tâm tình cũng bởi vì trận này nhà ăn chạy bộ mà gấp rút. Hắn nhìn qua còn mông lung tại trong đêm mưa ký túc xá lầu dạy học, cả người âm u đầy tử khí con ngươi dấy lên một vòng sinh cơ, một cỗ kích động hưng phấn. Cái này có lẽ là một cái cải biến nhân sinh thời cơ. Không vội, không vội, ta phải xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hít thở sâu một hơi, ấn đè xuống kích động trong lòng. Rất nhanh hắn về tới trong túc xá, là hai người cầm bữa ăn khuya, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nghiên cứu cả hiệu rời gạch. Nhưng là hắn tâm đã không bình tĩnh, một mực làm bộ vô sự phát sinh chờ đợi đến ký túc xá tắt đèn thời điểm. Hôm nay đừng thức đêm, mấy ngày trước đã đủ nhịn, hôm nay ngủ đi chúc chính vi bắt đầu khuyên hai người đi ngủ đúng hai ngày này thật sự là vây được không được hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút đi vương quân rụi rụi mắt cũng trực tiếp rửa mặt đi ngủ chính là cái đạo lý này chúng ta nhanh ngủ đi ta đều buồn ngủ chết chúc chính vi vụng trộm đổ thêm dầu vào lửa rất nhanh liền trong bóng đêm thấy được hai cái cùng phòng bọt khí chậm rãi xuất hiện ở trước mắt quả nhiên có Hắn phát hiện vậy mà không chỉ chỉ thấy hai người này bọt khí, có thể cảm ứng được chung quanh một vòng sáng chói như đầy sao bọt khí thế giới. Kia là cả tòa lầu ký túc xá bên trong, ngủ đồng học trên đỉnh đầu từng đoàn từng đoàn bọt khí. Cái này, những này bọt khí tựa như là trong trò chơi, những cái kia đầu đỉnh lấy dấu chấm than bọt khí nhiệm vụ NPC, chúc chính vi trực tiếp ngớ ngẩn cái này cả tòa túc xá lâu mấy trăm cái dấu chấm than chất thành một đống giống như tại biển sâu thế giới bên trong từng cái mộng đẹp con cá thổi ra bọt khí đồng dạng lộng lẫy năm màu rực rỡ tỏa ra từng cái mộng cảnh đầu hắn bối rối a à cái này là chấm giang sơn sao sao xã xúc si chu là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại nhật bản si trong hui si câu lạc bộ tập thể chu trong gia chu gia súc có nghĩa là xúc vật của công ty từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo Baidu PS, ban đầu hiệu một số người chuyên lập ước mới rồi chọn những ước may mắn mở ra đồ tốt để bán nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit. Người Lùn Đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có nhân loại đại não nông trường 300 cân mỉm cười lấy mông tên Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Trước đó nhìn qua một cái khoa học số liệu, cơ hồ không có người đi ngủ là không nằm mơ. Người cho rằng ngươi tối hôm qua không nằm mơ, chỉ là nằm mơ rất nhạt, không nhớ rõ. Mộng là người vỏ đại não, linh hồn ý thức hoạt động, không nằm mơ liền đại biểu đại não cơ bản không sống động, chỉ có người chết mới có như thế đặc thù một bên hồi tưởng đến những này não hải tri thức, một bên nhìn qua cái này khắp nơi trên đất ngôi sao tràng cảnh. Trúc chính vi chợt nhớ tới kia một ca khúc tựa hồ có thể hình dung trước mắt hư ảo vẻ đẹp. Tất cả đều là bọt biển, mặc dù một sát hoa lửa. Một giây sau, chọc chọc bên cạnh vương quân mộng. Ba, bọt khí triển khai, một cái mông lung thế giới liền triệt để này mở ra trong mộng cảnh thế giới, lúc này vương quân đứng tại một cái thuộc tính giao diện trước bóp mặt, bóp lại là mình, đấu trí sục sôi nói. Ừm, mặt của ta, muốn mày kiếm. Người cao hơn, ộp ba chân phải dài, tóc nhất định phải nồng đậm. Khá lắm chúc chính vi xa xa nhìn qua hắn cười, ra hỏa này còn tại bóp mặt, đùa nghịch ban đầu hiệu đâu, nhưng bóp chính là chiều cao của mình, thể trọng, cơ bắp. Hô! chờ một chút, ra hỏa này ngay tại bóp nơi quái quỷ gì. Hiển nhiên là nghiện nét thiếu niên, trong mộng cũng đang điên cuồng chơi game, rất nhanh, cùng phòng vương quân liền xây dựng tốt nhân vật bắt đầu ở một cái trên bãi cỏ đánh tân thủ quái thăng cấp. Con hàng này làm cái này mộng đẹp, khẳng định là sớm cổ tiểu thuyết võng du đã thấy nhiều, mơ tới mang nón trò chơi ảo cái chủng loại kia đắm chìm thức thể nghiệm võng du ta cũng có thể cùng một chỗ hưởng thụ. Chúc chính vi tâm niệm vừa động cũng học hắn đánh quái, vung vẩy trường kiếm bổ về phía goblin. Giát, cửu đầu long thiềm, ha, thanh liên kiếm ca. Nhưng không bao lâu, chúc chính vi sướng rồi một hồi, liền nhìn xem trong trò chơi thể lực đầu không ngừng rơi xuống, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi không đi nổi. Trò chơi cũng sẽ mệt mỏi khi hắn mở mắt ra lập tức cảm giác tay trái của mình đau nhức không thôi giống như là sưng lên một vòng a à, tay của ta hắn nằm ở trên giường cầm cánh tay kỳ lân suýt nữa quên mất điểm này tiến vào những người khác mộng cái gì cũng tốt chỉ là có chút mà phế thân thể trừng mắt nhìn hắn liền không để ý tới vương quân nhìn về phía bên cạnh lý hưởng nhẹ nhàng điểm một cái nhìn xem ngươi con hàng này lại đang làm cái gì mộng ba bọt khí triển khai, oanh, một chỗ hào chạch trong biệt thự, Lý Hưởng ở ôm một cái nổi danh thanh thuần nữ tinh, một bên gọi điện thoại, tại chuyện trò vui vẻ. Những trong năm này, Lý Hưởng thực nghiệp phát triển không ngừng, sáng lập một cái khu khối liên, một cái mới giả lập tệ trồng, lắc lư rau hẹ nhóm đào mỏ, xào cao mình tiền ảo, sau đó cắt tán hộ rau hẹ. Thậm chí cắt quốc tế rau hẹ, cuối cùng kế mắt về sau trở thành tệ vòng nhà giàu nhất khá lắm người gia hỏa này vậy mà mộng tưởng trở thành đại tư bản nhà trúc chính vi nghẹn họng nhìn chân chối đến bảo bối lý hưởng rút đi quần áo đang muốn ôm một nữ tinh muốn làm không thể miêu tả sự tình chợt nhìn thấy trúc chính vi ai ai đây không phải nhiều năm trước đại học bạn học cũ sao người làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở ta tám ngàn mét vuông trong biệt thự xa hoa hắn một mặt mờ mịt hiển nhiên bối rối nhưng hắn cùng cái khác nằm mơ người đồng dạng ngây ngô, rất nhanh liền không thèm để ý, không khỏi cười phóng đãng nói. Hảo huynh đệ, ngươi ta ở giữa, tình như thủ tốt. Đây là chúng ta năm đó cùng một chỗ xem phim đều thích nữ tinh nha. Muốn cùng ta cùng một chỗ sao, chúc chính vi. Vì... Mặc dù ngươi giàu về sau vẫn là cực kỳ giảng tình nghĩa huynh đệ, nhưng chúc chính vi trực tiếp từ chối nhã nhặn cũng thối lui ra khỏi lý hưởng xây dựng tư nhân group chat không phải huynh đệ ta không cùng ngươi cùng một chỗ thể nghiệm mộng cảnh cái trước phế tay còn dễ nói nhưng ngươi cái này coi như xong hắn ngày thứ hai cũng không muốn đái dầm cảm thấy khó xử hai cái đậu bỉ chúc chính vi tràn đầy phấn khởi thối lui ra khỏi hai cái cùng phòng mộng đẹp sau đó nhìn lầu trên lầu dưới đầy trời bọt khí từng cái giống như là điện thoại phần mềm đồ tiêu đồng dạng điểm từng cái bọt khí cũng tiến vào bên trong ba 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 một đêm này hắn phát hiện làm mình có được inception năng lực hoàn toàn chính xác rất có ý tứ nhìn thấy mộng thiên kỳ bách quái sáng sớm ngày thứ hai quả nhiên ta có thể đi vào mộng cảnh chúc chính vì một mặt mắt quầng thâm một đêm bao lâu đều là đắm chìm trong một đêm thí nghiệm bên trong nghiên cứu dị năng của mình ăn sáng xong đi giáo y trong phòng cùng giáo y chào hỏi a di ta tới lấy thuốc đi thôi tiểu hòa tử a di cười cười trúc chính vi mở ra tủ lạnh trước tiên chính là cho mình bổ sung tám thừa số rốt cuộc bệnh máu chậm đông là một loại di truyền tính chảy máu tật bệnh thiếu khuyết ngưng huyết thừa số dẫn đến thụ thương cùng suất huyết bên trong sẽ một mực không ngừng chảy máu thuốc cầm máu là muốn phòng nhưng muốn tại tủ lạnh thế là trước đó liền cùng phụ đạo viên trao đổi một chút đồng ý đặt ở giáo y trong phòng trước mắt sự tình quá bất hợp lý cẩn thận lý do dự phòng dùng thuốc lo trước khỏi họa miễn cho thân thể xuất hiện cái gì mau bệnh rất nhanh hắn liền đi lên lớp ha ha tối hôm qua ta mơ tới trở thành đại phú ông cùng tốt huynh đệ cùng một chỗ giúp đỡ nghèo khó vùng núi nữ minh tinh ta tối hôm qua mơ tới ta là hiệp khách cùng huynh đệ tốt định chế vũ khí cực kỳ cường đại, các nữ hiệp cực kỳ thích. Vương quân cùng lý hưởng hai cái da xúc tinh thần phấn chấn, tựa hồ tối hôm qua ngủ được rất không tệ, ngay tại nói chuyện phiếm, mà Trúc Chính Vi thì là không để ý tới bọn hắn, bắt đầu lên lớp mò cá. Sửa sang lại một chút lần này một đêm thí nghiệm thành quả. Ta cái này dị năng, cũng không phải là trông thấy mộng đơn giản như vậy, cụ thể có thể hình dung là trông thấy linh hồn vô ý thức tầng ngoài hoạt động. Nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Một, có thể đi vào người khác mộng cảnh, không thể trực tiếp điều khiển người khác mộng cảnh, chỉ là mộng khách nhân, cũng không phải là mộng chủ nhân. Hai, tiến vào điều kiện. Ngủ say. Ba, cảm giác kiểm tra mộng cảnh phạm vi, trước mắt là trăm mét. 4. Trong mộng cảnh, chỉ có mình hiện thực thân thể cùng mộng cảnh trạng thái đồng bộ. Tự hồ bởi vì chính mình mở ra đặc thù, tầng sâu tiềm thức, cấm khu chốt mở, có thể đem mộng cảnh cơ bắp, huyết nhục, hoạt động cùng hiện thực thân thể đồng bộ. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy những người khác mộng. Đơn giản tới nói, trong mộng làm chống đẩy, linh hồn của mình ý thức sẽ điều động thân thể đối ứng cơ bắp, thần kinh cũng vận động dẫn đến thức tỉnh bắt đầu cũng đồng dạng sẽ có tương tự thân thể đồng bộ hiệu quả. Cái này dị năng rất thú vị. Nói đến, chúng ta tối hôm qua mộng thật đúng là đặc biệt a, à, vậy mà đều mơ tới cùng là một người. Ký túc xá hai huynh đệ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, bỗng nhiên đều nhìn về mình, ngươi thấy thế nào? Chúng ta vậy mà đều mơ tới ngươi, ta ký túc xá đoàn kết hiệu ái, không phải bình thường sao? chúc chính vi ra vẻ phòng bị cảnh giác chờ một chút ta coi các ngươi là cùng phòng các ngươi lại nghĩ đối ta mưu đồ làm loạn ngươi đi chết đi hai người mặt đều đen mắt thấy lừa dối quá quan chúc chính vi chợt có chút mồ hôi lạnh cái này hai hàng còn chưa tính nhưng toàn bộ lầu ký túc xá tối hôm qua không ít người mộng cảnh đều đi một vòng, sẽ không đều nhớ ta đi hắn nghĩ nghĩ cảm giác hẳn là sẽ không mình không có giống là cái này cùng phòng đồng dạng kỹ càng phần lớn chỉ là tùy ý đi vào nhìn thoáng qua liền ra huống chi tin tưởng phần lớn người mộng đều là vô ý thức mộng có nhớ hay không thanh mộng cảnh nội cho còn phải khác nói nhưng chỉ sợ đại bộ phận người trong mộng đều sẽ lưu lại một chút ta mơ hồ hình ảnh chúc chính vi nghĩ tới đây trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố địa phương ta không thể lại không chút kiêng kỵ nhìn lén túc xá này lâu người khác mộng nếu như còn như vậy mấy lần đều sẽ nhớ kỹ ta tại bọn hắn trong mộng mơ hồ xuất hiện ta chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ nam sinh túc xá lâu tình nhân trong mộng lúc ấy hình tượng liền có mình đi trên đường một đường đều có nam đồng học bắt chuyện ai đồng học chúng ta tốt nhìn quen mắt a à, có phải hay không ở nơi nào gặp qua kia bắt chuyện hình tượng suy nghĩ một chút cũng quá mỹ không dám nhìn trường kỳ dĩ vãng toàn bộ túc xá lâu nam đồng bào tưởng lầm là đối ta có một loại nào đó tình cảm mới có thể ở trong mơ ngày đêm tưởng niệm ta há không sẽ là đều sẽ đối ta lấy lòng t hữu nghị trong nháy mắt biến chất Chúc chính vi hoàng hốt, khắc sâu kiểm điểm, về sau phải nghĩ biện pháp chuyển di phương hướng, không thể tùy tiện cầm những này ra xúc làm đồng dạng thí nghiệm. Liền xem như nằm mơ, cũng là chuyển sang nơi khác, đi nữ sinh túc xá lâu trong mộng làm khách, nếu như đổi thành muội tử, trên đường các mỹ nữ lần lượt đến câu. Ai, đồng học chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua, như thế không có ý kiến, hắn chính lung ta lung tung nghĩ đến. Bắt đầu điểm danh. Rất nhanh, phía trên tóc hoa dâm lão giáo sư đang giảng bài, bên cạnh một đám học sinh mò cá, Trúc Chính Vi cũng vụng trộm bắt đầu dùng di động lên mạng, tra xét cho tới chưa liên quan tới mộng tư liệu. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng ý thức được mình lực lượng cỡ nào quỷ dị. Dị năng, nhìn thấy mộng cảnh, đây là tại vô số tiểu thuyết cùng chuyện thần thoại xưa bên trong, một cái nhìn tối thường thường không có gì lạ, mười phần đại chúng năng lực nhưng trên thực tế linh hồn ý thức là quá khứ mấy ngàn năm đến đương kim hiện đại khoa học đều không thể nào hiểu được hoang thổ lĩnh vực tại nhân loại có lịch sử văn minh từ mấy ngàn năm nay chưa hề buông tha đối với mộng hiện tượng này nghiên cứu nó liên quan đến nhân loại muốn nhất thăm dò nhân loại tầng sâu huyền bí ý thức hoạt động tinh thần linh hồn nó liên quan đến nhân thể đại não sâu nhất tầng hoạt động ẩn giấu đi căn nguyên gen chỗ sâu sợ hãi từ cổ Trung Quốc rộng làm người biết, Chu Công giải mộng, được xưng là huyền học kỳ thư, lại đến cận đại sử Freud mộng phân tích lại là một bản mộng cảnh lĩnh vực được xưng là cải biến lịch sử sách, vượt thời đại bất hủ cự lấy, một trong. Mộng phân tích là một bộ cùng Darwin, giống loài khởi nguyên luận, cùng Nicolaus Copernicus, thiên thể vận hành luận, đặt song song là lúc ấy dẫn đến nhân loại tam đại tư tưởng cách mạng sách. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, ba cái này phân biệt có thể lấy góc độ nào đó thể hiện vì nhân loại giống loài đối với thế giới vạn vật thăm dò tam đại phương hướng. Nhân loại linh hồn ý thức khởi nguyên, nhân loại thể phách huyết nhục khởi nguyên, nhân loại bên ngoài thế giới thăm dò, linh hồn, huyết nhục, hoàn cảnh. Bản này liền là nhân loại nhà khoa học đối với ba cái lĩnh vực thăm dò mà giống loài khởi nguyên cùng thiên thể vận động đều có trọng đại đột phá chỉ có nhân loại đại não tinh thần cùng ý chí lĩnh vực tiến trình chậm chạp trước mắt cái này thông linh dị năng hoàn toàn chính xác không hợp thói thường nó dính tới nhân loại đối ý thức linh hồn thăm dò theo một ý nghĩa nào đó tới nói năng lực của mình có thể nói là ngay tại nhân loại vô ý thức hoạt động vỏ đại não bên trên điên cuồng khiêu vũ chúc chính vì đầu tiên nếm thử lên mạng phát bài viết mịt mờ lại quanh co lòng vòng hỏi thăm một chút nếu như ta có thể nhìn thấy những người khác linh hồn sẽ có cái gì thể nghiệm tin tức rất nhanh liền có người trả lời đơn giản như vậy vấn đề khi còn bé nãi nãi ta liền nói cho đáp án này chó đồng dạng có thể nhìn thấy nhân loại không thấy được mấy thứ bẩn thỉu linh hồn như vậy các hạ mỹ diệu thể nghiệm đương nhiên là dã phân nha cộng 1 cộng 2 cùng một cái thế giới, cùng một cái nãi nãi. Ha ha đát đóng diễn đàn, bảo vệ trí thông minh. Trên thực tế, chúc chính vi ngay từ đầu liền đối trên internet đạt được đáp án không có ôm hy vọng quá lớn, thế là một lần nữa dự định tự mình tìm tòi. Ta nhìn như nhìn thấy người khác mộng cảnh, có lẽ trên thực tế là nhìn thấy người khác linh hồn, có lẽ là đạo giáo bên trong nói thần thức chúc chính vi sửa sang lấy ý nghĩ cả người dần dần khóe miệng có chút dương lên có người nói lý tưởng chiếu vào hiện thực nơi này là mộng cảnh chiếu vào hiện thực đồng thời còn phát hiện một cái càng có ý tứ sự tình ta tự hồ có thể đem những người khác mộng cảnh đều nối liền cùng nhau hợp thành một cái to lớn mộng cảnh thế giới người khác mộng là hư giả nhưng ta mộng là chân thật nếu như vô số mộng cảnh tạo thành thế giới đối ta mà nói có lẽ không khác chân thực cự đại thế giới có lẽ có thể xưng là montenet nằm sấp trong phòng học chúc chính vì nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút bị cái này to gan ý niệm sợ ngây người hắn bỗng nhiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác nhưng vô luận như thế nào, có được cái này dị năng mình, nhận qua khoa học giáo dục mình, đang dùng mình logic, đối cái này thần cấm khu nhảy disco. Hướng về linh hồn mộng cảnh lĩnh vực khởi xướng kịch liệt công kích. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dãy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như bút đều có. Nhân loại đại não nông trường 300 cân mỉm cười lấy mộng phân tích sâu trong linh hồn quỷ dị thế giới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Một buổi sáng khóa đều đi qua, từ khi đêm qua nghiên cứu tiến vào người khác vô ý thức, không có thứ tự liệt ngẫu nhiên mộng về sau, buổi trưa chúc chính vi ngay tại trong túc xá tắt máy vi tính nằm ở trên giường vô ý thức nhìn lên trần nhà đêm nay đi ai trong mộng cùng du nhưng hắn càng phát ra bạo phát một cái ý nghĩ tiến vào những người khác mộng cố nhiên thú vị nhưng quá hoang đường trên một giây vẫn là biệt thự một giây sau ngay tại bể bơi không chỉ rực rỡ đây là một trận không có quy luật đầu não phong bạo vỏ đại não ý thức hoạt động chuyện gì đều có thể phát sinh kia là người bình thường mộng nhưng tiến vào mình mộng đâu có lẽ khác biệt làm không tốt bởi vì chính mình tính đặc thù mình mộng cùng những người khác mộng không giống ta mộng lại là thế nào ôm cái này càng nghĩ càng hiếu kỳ ý nghĩ nghỉ chưa thời điểm chúc chính vi bắt đầu một lần nữa nằm mơ chúc chính vi bắt đầu đi ngủ nhưng hắn phát hiện mình ngủ về sau mình căn bản không có linh hồn vô ý thức tầng ngoài hoạt động ta không có mộng ta nhảy vọt mộng vô ý thức tầng ngoài hắn nghĩ như vậy nhìn xem chung quanh chỉ cảm thấy ngay tại một mảnh vô tận thâm thúy hắc ám sợ hãi chi hải bên trong tựa như là một cái lặn xuống nước người không ngừng tại đại não độ cao so với mặt biển bên trong lặn không ngừng tiến vào vô tận u ám biển sâu lặn xuống lặn xuống tiếp tục lặn xuống xuyên qua vô ý thức mộng mặt nước xuyên qua trăm mét hải dương chiếu sáng khu tiến vào một mảnh ánh mặt trời chiếu không đến thâm thúy u ám ầm ầm thâm thúy u ám đưa tay không thấy được năm ngón rất nhanh hắn tại tràn đầy đen nhánh bên trong liền cảm giác trong lúc vô tình đụng vào cái nào đó bình chướng một cái huyết nhục đại não hoa văn thần bí cửa lớn đã xuất hiện vết rách hung hăng đẩy ra cánh cửa khe hở tại dần dần gia tăng cuối cùng ầm vang vỡ tan bành vô số óc thần kinh não nguyên tế bào giống như là lưu tinh tại sau lưng cực nhanh quỷ dị thần kinh xúc tu tại lan tràn khắc dấu tại gen chỗ sâu đột nhiên được phóng thích biển sâu ý thức thế giới tựa hồ bị mình hung hăng đánh xuyên tia sáng vô tận màu trắng trói mắt tia sáng từ khe cửa khe hở bên trong tuôn ra vạn trượng ánh sáng bên trong, hắn trong nháy mắt tiến vào trong đó, trước mắt rộng mở trong sáng, thấy được nhân loại chưa từng liên quan đến sâu nhất tầng ý thức mộng cảnh. Oanh, thời gian tại đảo Lưu. Đọc sách thời đại, tiểu học thời kỳ, đã cơ hồ mơ hồ hài đồng thời kỳ, thậm chí theo không ngừng đèn kéo quân, chúc chính vi phát hiện mình vậy mà thấy được mình ra đời hình tượng. Hết thảy trở về đầu nguồn, chúc chính vi thấy được cuộc đời mình ban sơ đoạn ngắn oa oa oa, một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh, oa nhi sinh, là cái nam oa, sẽ không giống là đại oa đồng dạng mang bệnh đi. Đại oa đã muốn nuôi không nổi, nhị oa cũng thật có bệnh, ta liền vụng trộm ném đi, dù sao giấu tốt, trong thôn cũng liền sát vách mấy nhà hàng xóm biết ta mang bầu. Nương theo lấy tiếng ồn ào, Trúc Chính Vi ngồi xổm ở phòng ốc bên ngoài cỏ dại cửa sổ dưới, nghe lén lấy một màn này, lấy một cái người vây xem thị giác thấy được mình xuất sinh. Ta đều nhìn thấy cái gì đồ vật, Trúc Chính Vi bất khả tư nghị trừng lớn mắt ta sinh ra. Trên thế giới, ngoại trừ trong truyền thuyết siêu ức chứng người bệnh bên ngoài, cơ bản không có người có thể nhớ kỹ mình làm hài nhi vừa mới ra đời hình tượng mà mình, vậy mà có thể tại cái này tầng sâu trong mộng cảnh nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, Trúc Chính Vi liền có suy đoán. Mộng là linh hồn hoạt động kéo dài, mình mộng là linh hồn tầng sâu ý thức ghi chép xuất sinh đến nay tất cả ký ức. Mình thấy được cắm dễ tại sâu trong linh hồn bản nguyên nhất tầng sâu ý thức khu vực, nó ghi lại mình căn nguyên chỗ sâu tất cả tin tức cùng mật mã, cùng nó nói là mộng, không bằng nói là linh hồn sâu nhất tầng căn nguyên hoạt động không gian. Đây chính là cha mẹ của ta, hắn nhìn xem chưa từng thấy qua cha mẹ ruột. Mình lạc nhân loại đại não nông trường 300 cân mỉm cười lấy thiếu niên nông thôn, hoàng lương nhất mộng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trúc chính vi trực tiếp sợ đến nhảy dựng lên, nhìn xem khóe mắt lập tức dọa đến nổi da gà đều bốc lên. Ta, cải biến, đi qua. Tại cái kia tiềm thức tầng sâu, khi còn bé mình bị bút chì đâm, trong hiện thực lớn lên sau mình, vết thương biến thành một nốt ruồi. Không hợp thói thường, quỷ dị, nếu như dựa theo dạng này đến xem, nếu như tại mình trong mộng bị đánh chết, trong hiện thực mình chẳng phải là cũng sẽ chết. Trúc Chính Vi tâm lập tức căng thẳng, hắn thầm nghĩ còn tốt không có trực tiếp làm loạn, mà là đo thử một chút mộng cảnh đối với hiện thực thân thể ảnh hưởng hô, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trúc chính vi hoảng hốt, mở khóa vòi nước, rửa mặt thanh tỉnh lại. Nghiêm túc nhìn mình chằm chằm khóe mắt viên này nước mắt nốt ruồi nhìn một lúc lâu, hung hăng hai tay vỗ vỗ hai bên gương mặt dùng yêu xú Mỹ cùng phòng lý hưởng che hà cao che giấu nước mắt nốt ruồi. Mới một lần nữa trở lại trên giường nghiên cứu tổng kết, không hợp thói thường, quả thực cực kỳ không hợp thói thường hắn thận trọng nhìn xem hai cái cùng phòng, chưa tỉnh hồn, sợ bị bọn hắn biết mình làm chuyện gì xấu đồng dạng. Nhưng mà hai người bọn họ đã bắt đầu lột trò chơi, kim cương cục mở hắc, hai cái này xa điêu còn hỏi Trúc Chính vì muốn hay không đến, cũng chính nghĩa ngôn từ nói. Ba người mở hắc, tất trên tinh diệu, không tới, ta cả ban đầu hiệu mệt mỏi, ta muốn tiếp tục ngủ. Chúc Chính Vi trở lại trên giường nghỉ ngơi, lần thứ nhất có kinh khủng như vậy nhận biết, đây là một cỗ dấu ở nhân loại sâu trong linh hồn sợ hãi nhất cổ lão thần bí. Thế nhân mộng, là tầng ngoài, là giả. Ta phá vỡ nào đó phiến đại môn, ta mộng là thật. Có lẽ không phải tiến vào linh hồn không gian ý thức đơn giản như vậy, càng có lẽ là tiến vào gen chỗ sâu. Nhìn như ly kỳ nhưng bản này chất trên là một loại xâm nhập linh hồn căn nguyên, cải biến cấu trúc gen, kết cấu thân thể phương thức. Hắn bỗng nhiên nhất bút nhất họa viết xuống mình tư tưởng cùng suy đoán, một cái kế hoạch to gan dần dần hiển hiện trong đầu. Có lẽ thế giới này có thể xưng là căn nguyên mộng. Ta mộng là cố định, ghi chép ta quá khứ nhân sinh, nếu như thay đổi qua đi. Ta đầy không phải cũng đang cày ban đầu hiểu hắn hãi hùng khiếp vía bắt đầu lại lần nữa nếm thử tiến vào mộng cảnh thí nghiệm ta nhất định phải lại đi nhìn xem oa 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 một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh oa nhi sinh là cái nam oa lại là mình mộng mình căn nguyên mộng cái này mộng ghi chép chính là cuộc đời của mình vô cùng chân thực lại lại bắt đầu lại từ đầu ta quá khứ một đời mà theo Trúc Chính Vi không ngừng xâm nhập mộng cảnh, nếm thử đánh vỡ kia cách ngăn, rốt cục lần thứ bảy hắn không còn là người đứng xem hư ảnh, mà là triệt để tiến vào bản nguyên mộng thế giới. Tiến vào gen trong trí nhớ, trở thành cái kia hài nhi, trở thành trong mộng chính mình. Nhưng là Trúc Chính Vi phát hiện càng quỷ dị hơn sự tình đạp 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 một cái thấy không rõ thân hình mê vụ bóng đen, lén lút đi tới, đem mình ôm lấy, nói một ít cảm khái, không cẩn thận đụng ngã lăn giá sách, bút chỉ rơi xuống, tại mình khóe mắt đâm một cái lỗ thủng. Lại dọa đến từ cửa sổ chạy trốn. Trúc chính vi choáng váng. Trước đó cái kia ta còn ở nơi này. Chỉ sợ là xuất hiện mộng cảnh rối loạn, hai ta trùng điệp, mình đâm chính ta chúc chính vì mỗi một lần trở về đều bị mình đâm một lần khóe mắt phun ra huyết hoa khổ không thể tả còn tốt mình là cường độ thấp người bệnh theo lớn lên ngưng huyết năng lực mới dần dần giảm xuống nhưng mặc dù như thế cái này châm miệng lớn nhỏ vết thương trước mắt đối với mình bây giờ cũng đủ ăn rất lớn một bầu mình đem mình làm cái địa ngục bắt đầu khó chịu hắn cái này hài nhi trên giường nhìn xem cái này đơn sơ nông thôn nhà bằng đất khóc không ra nước mát. Hắn đành phải lấy đổ máu trạng thái, thăm dò mình căn nguyên mộng lần thứ ba, hắn cái này hài nhi nếm thử vụng trộm chạy đi, kết quả còn không có chạy ra cửa miệng, liền bị phụ mẫu kiếm về. Hắn tiến hành các loại nếm thử, rốt cục thành công phủ phục tiến lên, lặng lẽ tiềm hành, leo đến cổng, lại một cái oa nhi là như thế này, nghiệp chướng A, thật sự là nghiệp chướng A con trai cả đã 7 tuổi, lại đến cái bệnh mà thực sự nuôi không nổi, phải không thật đưa tiện a? À. Hắn phát hiện phụ mẫu ở ngoài cửa cãi lộn, nương theo lấy nghẹn ngào, từ trong lúc nói chuyện với nhau, biết được hài nhi thời kỳ cuộc đời mình kinh lịch. Phụ mẫu mê tín, bệnh máu chậm đông là búp bê bệnh, thụ thương va chạm, không ngừng chảy máu, nhưng ở niên đại này đối trong thôn người mà nói, là chúng tạc, quái bệnh, nguyền rùa mấu chốt nhất còn muốn bị hàng xóm láng giềng xem thường có lẽ sau đó không lâu mình liền sẽ bị phụ mẫu vứt bỏ đến trong huyện rất nhanh hắn nếm thử có thể kiên trì nhân sinh mộng thời gian dài nhất tới trình độ nào phát hiện mình dài nhất chỉ có thể ở trong đó kiên trì một tuần lễ sau đó liền thức tỉnh tỉnh lại toàn thân đau đầu tinh thần lực bị ép khô nhưng cho dù là dài đến một tuần lễ dài mộng cũng bất quá là một buổi trưa cảm giác thời gian ánh nắng mới từ cửa sổ chiếu xuống thật sự là để người xưng kỳ nhân sinh chi mộng từ ngồi trên giường đứng dậy uống một hớp thấm giọng một cái chúc chính vì chợt nhớ tới cái nào đó điển cố hoàng lương nhất mộng này điển cố từ đường thay mặt trong gối ký, Lưu Sinh vào kinh đi thi thi rớt, hậm hực thất bại, hồi hương lúc tại hàm đan lữ điếm rừng chân, lữ điếm chủ nhân chính là đắc đạo ẩn thế tiên nhân. Nghe nói việc này, liền để Lưu Sinh chìm vào giấc ngủ, làm một trận hưởng hết vinh hoa phú quý 80 năm mộng đẹp, tỉnh lại thời điểm. Lưu Sinh lại phát hiện chủ cửa hàng Trưng Hoàng Lương Mễ Cơm lại vẫn không có quen, cho nên đại triệt đại ngộ. Sao mà tương tự, trong mộng đến một trận rất dài rất dài tình không đến mộng. Tựa như là người với người buồn vui, mộng cảnh cùng hiện thế thời gian cũng không tương thông, chúc chính vi nói một mình. Hoàng lương nhất mộng, trang chu mộng điệp, những này cổ đại trí quái điển cố, đối đương kim người hiện đại tới nói mười phần nghe nhiều nên thuộc. Bên trong chút xuống nhân loại từ đầu đến cuối đối với không biết thần bí giải mộng hiếu kỳ cùng sợ hãi nhưng quả nhiên là dạng này có thể thay đổi quá khứ xuất sinh chúc chính vi hưng phấn đất nước mở miệng huyết dịch đang sôi trào đồng dạng trái tim thùng thùng rung động chợt nhớ tới trước mấy ngày ca hiệu trong đêm mưa vương quân nói lời ai đây đều là do thiên định tướng mạo dung mạo gia đình xuất sinh thiên phú tài năng quyết định chúng ta điểm xuất phát cứ như vậy muốn là người của chúng ta sinh có thể giống như là vừa mới chúng ta làm kia khoản cọ nhiệt độ võ hiệp trò chơi thần cốc cửu hoang đồng dạng có thể bóp mặt giống như là bóp búp bê đồng dạng tuyển định xuất sinh gia đình tuyển võ công thiên phú tuyển tài tình bóp mặt bóp kiểu tóc bóp dáng người tái xuất sinh trước mắt mình không phải tại một lần nữa cải tạo mình xuất sinh bóp mặt bóp dáng người bóp kiểu tóc tuyển thiên phú hắn trong lúc đó cả người từ trên giường đứng lên bỗng nhiên cởi mở cười to nhân sinh bất quá một giấc mộng có lẽ trước mắt đúng lúc gặp nó ý ta muốn bóp mặt ta muốn cả thiên phú ha 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 bên cạnh hai cái cùng phòng bối rối oa nhi cả hiệu xoát phong vương quân một mặt thương hại choáng váng không cứu nổi trực tiếp hòa táng đi lý hưởng cũng lộ ra đồng tình thôi đi mặc kệ các ngươi ta đi ngủ chúc chính vi mặc kệ hai cái này hai hàng hắn trực tiếp bịt kín ga giường che lại đầu phốc, một cái hoàn mỹ nhảy cầu đâm đầu thẳng vào ý thức biển sâu khu liên tục bước vào biển cạn vực đẩy ra kia phía dưới một cái thần bí não văn chi môn tiến vào ý thức sâu lặn tầng oa 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 một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh qua nhi sinh, là cái nam oa, hắn rõ ràng ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào. Ta khi tiến vào lấy sâu trong thân thể gánh chịu quá khứ. Trải qua vô số lần sơ bộ khảo thí, hoa của hắn sống cũng nhiều hơn, hắn nếm thử cải biến phụ mẫu đối với mình vứt bỏ sự tình thực. Nhân sinh chi mộng, dù đãng tại xa xôi tuổi thơ quá khứ hắn vô số lần khảo thí, lại đến, tại lần thứ năm nếm thử đối phụ mẫu nói chuyện, miệng nói tiếng người tiến hành giao lưu, kết quả phát hiện mình vô luận như thế nào nếm thử. Chính mình cũng bởi vì dây thanh vấn đề, không cách nào chính xác phát ra tiếng, y y nha nha. Hắn không khỏi bất đắc dĩ những cái kia vừa ra đời hài nhi liền miệng nói tiếng người truyền thuyết, tất cả đều là lừa gạt giấy. Ta phải cả quá khứ ban đầu hiểu. Châu bút một điểm xuất sinh hắn bắt đầu nếm thử khống chế cơ bắp, hành tẩu, trải qua lần thứ bảy, rốt cục thành công rung động đến cha mẹ của hắn. Oa oa oa, Hải nhi hét thảm lên. Ngay tại bếp lò củi đốt phụ mẫu vội vàng chạy vào phòng, trời đánh. Oa nhi làm sao cho bút chỉ đâm, lại là hoàn toàn như trước đây một câu kia thét lên. Nhưng lúc này đây hài nhi cố ý sớm kêu thảm, bọn hắn trùng hợp bắt gặp một cái bóng đen, cái trước tiến vào mộng cảnh Trúc Chính Vi, buông xuống hài nhi, nhảy cửa sổ mà chạy. Quỷ quái cái gì? Đang trộm nhà ta oa nhi, phụ mẫu khóe mắt lộ ra sợ hãi, nói ra chưa từng từng có câu thứ hai. Đầu thôn vương bà cốt nói không sai. Đụng bị thương thịt sưng máu cắt tổn thương máu không ngừng đây quả nhiên là quái bệnh mình vợ chồng mộ tổ phong thủy xảy ra vấn đề, mình bất hiếu, làm hại phía sau núi trong mộ lão phụ thân sau khi chết thành cương thi, bị lão phụ thân cương thi nguyền rủa gặp tà. Nhưng một giây sau, chúc bữa tiệc trên giường, trong tạ lót, bị bóng đen sau khi để xuống hài nhi chúc chính vi, mập mạp trắng nõn tay nhỏ mười phần tự nhiên thuần thục gỡ xuống đâm khóe mắt bút trí cái này phấn nộn hài nhi tứ chi nằm sấp tại trúc trên ghế, bỗng nhiên, chậm rãi như một tôn tuổi già từ bi đại Phật bàn, cổ lỗ mọc lan tràn, ngồi xếp bằng làm lên. Hài nhi khóe mắt choáng mở một đóa tiên diễm huyết hoa, ngồi xếp bằng, hất lên một bữa tiệc đỏ tươi tạ lót xem như cà sa, một con bút chì xem như bụi bặm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ đĩa. Mà thôi tay lại bắt đầu chấp bút tại trúc trên ghế viết xuống một loạt siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn kia ôm ta hư ảnh, cũng không phải là yêu tạt, chính là trên trời thần, đây là. Thần ban cho nước mắt nốt ruồi, ta sinh tại thiên, hạ xuống, thánh thần tại thế, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Có trọng độ bệnh máu chậm đông ca ca, một thân bùn đang ngồi ở cổng chơi, một bên sát nước mũi một bên móc lấy lỗ mũi, nhìn qua trúc trên ghế hài nhi, một mặt mờ mịt mà đứng trong phòng thế kỷ trước thập niên 80-90 nông thôn phụ mẫu, cái nào gặp qua cái này? Thần tiên trên trời hạ phàm, vợ chồng bọn họ ở bên cạnh lại là toàn toàn sững sờ, con người mãnh liệt phóng đại, rung động bọn hắn một vạn năm. Đại Việt xuất trinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào? Mời đọc. Nhân loại đại não nông trường 300 cân mỉm cười lấy quyển vương sinh hoạt hàng ngày nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đặt câu hỏi nếu như trùng sinh cho ngươi lựa chọn một cái nghiêu bức nhất xuất sinh phương thức ngươi sẽ nghĩ đến cái gì chúc chính vi phản ứng đầu tiên liền là cái này hướng tứ phương đi bảy bước nâng tay phải mà hát vịnh kệ câu thiên thượng thiên hạ duy ta độc tôn đây là cái nào đó thần thoại nhân vật nhất có bức cách xuất sinh phương thức mặc dù có chút xâm phạm bản quyền nhưng hắn không quan tâm cái này Người đọc sách sự tình đều không gọi chép, mình lần nữa tới cả ban đầu số không được trâu một điểm. Không cho hết mỹ một điểm. Giờ này khắc này, rung động phụ mẫu tại nguyên chỗ đã ngây ra như phỗng, sau đó một giây sau liền muốn quỳ xuống dáng vẻ. Kinh sợ như gặp thần minh, trong túp lều, không khí ngột ngạt, không người dám lên tiếng chúc Chính Vi lại là bình chân như vậy, nhìn xem cái này một đôi quần áo đơn giản đôi vợ chồng trung niên, cầm bút chì, lại tại chúc trên ghế viết xuống một hàng chữ. Ta hạ phàm, chính là thiên cơ, không được lộ ra, không được tiết lộ. Kinh lịch một phen dày vò, phụ mẫu thấy mình, trực tiếp như mỗi ngày tiên hạ phàm, còn chi kỷ táo vương ra pho tượng triệt hạ, đem chúc Chính Vi thay thế đi lên, thắp hương cung cấp trái cây. Có cha mẹ liền là không giống chúc chính vi ngồi tại lò vương trên đài xê dịch cái mông nhỏ thay cái thoải mái một chút phật di lạc thức nằm nghiêng tư thái giờ khác này chân chính cảm nhận được một cái bình thường gia đình tuổi thơ ấm áp ta rốt cục có bình thường phụ mẫu yêu mến tuổi thơ thoải mái phía sau trong một đoạn thời gian chúc chính vi nắm giữ quyền chủ động đã không cần lo lắng phụ mẫu đem vứt bỏ cũng ngoan ngoãn làm cái hài nhi nhìn xem chung quanh tình hình rất nhanh thông qua phụ mẫu, hoàn toàn tìm tòi lý giải thanh cái này sơn thôn tình huống. Trúc cảnh thôn, ở vào hiện tại sơn thành thị đại học hướng nam 300 dặm, vân quý một tòa núi lớn dưới chân. Trong thôn nam cầy nữ dệt, trải qua tương đối truyền thống phong bế sinh hoạt, làng cùng ngoại giới câu thông liên hệ chính là phụ cận một cái huyện thành. Không ít đồ dùng hàng ngày cùng vật chất đều là tiến vào trong huyện thành giao dịch thời gian ở vào thế kỷ trước thập niên 90 mạt. Xuất sinh gia đình không giàu có, rất nghèo. Trải qua thăm dò giới hạn phát hiện, trên thực tế bản đồ phạm vi, là tương đương nhỏ. Toàn bộ mộng cảnh lớn nhỏ, cũng chính là phòng cùng phụ cận mấy cái hàng xóm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Còn nhỏ thấy chỗ, tức là mộng cảnh bản đồ mình bị vứt bỏ thời điểm là hài nhi, nhìn thấy trong mộng hoàn cảnh nhỏ hẹp là rất bình thường sinh ra ở trúc cảnh thôn phụ cận một vùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ta tại trong huyện bị nhặt được cũng ở nơi đây lớn lên cuối cùng lên bản địa đại học như vậy phụ mẫu khẳng định là phụ cận người trong thôn cũng không thể khóa tỉnh đứa trẻ bị vứt bỏ a à. nhưng là trước mắt phụ mẫu cũng không có phát giác được mình là hư giả cũng bản năng xem nhẹ làng dị thường cũng không thể không nói thế giới linh hồn thật rất kỳ diệu chỉ cần ta tiếp tục lắc lư phụ mẫu, liền có thể lợi dụng cái này lúc sinh ra đời căn nguyên mộng cảnh, hữu hiệu tiến hành các loại thí nghiệm. Đã, khi còn bé một cây bút đâm vào khóe mắt, sau khi lớn lên trong hiện thực mình cũng sẽ xuất hiện đối ứng vết xeo. Như vậy, khi còn bé mình điên cuồng rèn luyện thân thể, sau khi lớn lên hiện thực mình sẽ như thế nào đâu? Chúc chính vi lựa chọn nếm thử hắn bắt đầu lấy một loại cực kỳ hợp lý phương thức hoàn chỉnh quy hoạch nhân sinh của mình hô ha sáng sớm ngày thứ hai hắn còn tại trên mạng tìm tới một chút truyền thống nội công hô hấp pháp bắt đầu rèn luyện chính mình lý hưởng đem ngươi kiện thân ngăn cất chứa cho ta xem một chút được rồi cùng phòng lý hưởng liền mười phần yêu quý kiện thân hắn một mực khát vọng có cái tốt dáng người nhưng hắn kiện thân phương thức rất đặc biệt Mỗi lần nằm ở trên giường cất chứa các loại kiện thân bác chủ dốc lòng kiện thân video về sau, hết sức kích động nhiệt huyết, một khóa tam liên về sau, đặt ở mình ngăn cất chứa bên trong hít bụi. Sau đó thì tương đương với kiện thân, khoa học phương pháp hô hấp nhìn mấy lần. Hô hấp pháp trên thực tế đều không sai biệt lắm luyện tập hô hấp hấp khí hơi thở chín cạn một sâu chi lưu dù luyện được nội công là không thể nào nhưng trường kỳ luyện tập hoàn toàn chính xác đối với nhân thể lượng hô hấp nội tạng có lợi ích cực kỳ lớn cùng ích lợi mặc kệ bất luận cái gì thể dục kiện thân vận động hô hấp đều là màn kịch quan trọng dù là không cách nào sửa trong thế giới hiện thực quá khứ 20 năm, nhưng hắn muốn đem ghi lại ở cái này một thân thể 20 năm gen ký ức nhân sinh, toàn bộ một lần nữa lốt, sửa gây dựng lại. Huyết nhục, xương cốt, hình dạng, đây đều là có thể thông qua khi còn bé làm việc và nghỉ ngơi đến cải biến. Lật ra quyển nhật ký, hắn rất nhanh liền có sửa sau quá khứ 20 năm nhân sinh lý lịch quy hoạch chúc Chính Vi, chúc Cảnh Thôn Người, năm 1999 ngày 20 tháng 8 xuất sinh, nông thôn gia đình lớn lên, sinh ra đã biết, sinh thời có, thần ôm hài nhi, cầm bút khoác xa, ánh bình minh sán lạn, chi dị tưởng. Tuy có bệnh máu chậm đông, nhưng hắn tức giận phấn đấu, cái này 20 năm quá khứ nhân sinh, một mực lựa chọn rèn luyện thân thể, xuất sinh 10 ngày, liền xếp bằng ở đình viện rèn luyện hô hấp nửa tuổi rất nhỏ kéo duỗi gân cốt ba tuổi cường độ thấp rèn luyện cơ bắp năm tuổi dẫn thể hướng lên tám tuổi nằm đầy mười tuổi bo bin nhảy mười hai tuổi thời gian bắt đầu chính thức rèn luyện thân thể mỗi ngày chống đẩy một trăm lần nằm ngửa ngồi dậy một trăm lần trầm xuống đứng dậy một trăm lần mười dài ngàn mét chạy hắn quá khứ dòng dã hai mươi năm đều là dạng này vượt qua như thế quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cái này khiến hắn hiện tại 20 tuổi, làm thường thường không có gì lạ Sơn Thành Đại học sinh viên đại học năm nhất. Cũng có được một cái cực kỳ khỏe mạnh người bình thường thân thể. Làm một siêu cấp quyển vương, hắn cảm giác quá khứ 20 năm nhân sinh nếu như có thể lại một lần, xây lại ban đầu hiệu, tất nhiên muốn trôi qua thập toàn thập mỹ. Dạng này tự hạn chế nhân sinh mới là mình muốn đáp án hắn không sợ mệt mỏi liền sợ mình không đủ quyền ha ha từng ngụm chọc khí thở ra hút vào hai hơn mười năm trước sơn thành đại học phía nam ba trăm dặm dưới chân một cái nho nhỏ hài nhi tại nông gia trong sân ngồi xếp bằng đón ánh bình minh tại rèn luyện hô hấp pháp lượng hô hấp không hổ là thần tiên chuyển thế a xuất sinh như vậy thần dị hài nhi cứ như vậy không hợp thói thường a đó còn cần phải nói phía sau núi trong mộ phụ thân phù hộ a à. để ta nhi từ tới gần một chút học một ít thần tiên thủ đoạn chữa khỏi cái này quái bệnh nơi xa phụ mẫu lặng lẽ nghị luận đệ đệ ngươi tốt khóc nha bên cạnh nông gia trong tiểu viện lưu nước mũi ngốc hàm ca ca nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là người này là đệ đệ của mình cũng đang cùng mình học theo luyện tập hít thở chơi đến rất vui vẻ chúc chính vì nhìn xem cái này ngốc khờ nê oa im lặng bắt đầu ca ca so ta nghiêm trọng hơn theo một ý nghĩa nào đó tới nói điều kiện gia đình đích thật là không tốt ta bị vứt bỏ thuộc về bình thường bệnh máu chậm đông là ít nhiễm sát thể bệnh di truyền lên qua cao chung đều biết loại bệnh này bạn ít nhiễm sát thể di truyền đặc thù là cái gì trước mắt phụ mẫu đều không có bệnh, mà hai đứa con trai đều có triệu chứng, khả năng rất lớn mẫu thân là gen mang theo người, nhi tử có 50% phát bệnh. Trước mắt hai cái đều chúng, cũng không phải là không thể lý giải. Bất quá mình rõ ràng tương đối may mắn, thường ngày ngưng huyết có chút không tiện mà thôi, ca ca của mình là nặng chứng theo một ý nghĩa nào đó tới nói cha mẹ của mình làm ra một cái chính xác mà lý tính lựa chọn đưa tiễn bệnh tình hơi nhẹ mình dưỡng dục bệnh tình nặng hơn ca ca bởi vì cường độ thấp ta chỉ cần chú ý một chút liền có thể giống như là người bình thường sinh hoạt mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng Chúc Chính Vi thông qua tầng sâu ký ức nhìn thấy lúc sinh ra đời phụ mẫu ca ca giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cùng cái này nông cư địa chỉ, hoàn toàn đi tìm trong hiện thực bọn hắn, xa xa quan sát. Nhìn xem hơn 20 năm sau bọn hắn thế nào. Nhưng hết thảy đến trì hoãn. Thời gian trôi qua năm ngày, Chúc Chính Vi một mực đắm chìm trong khô khan ngày qua ngày trong luyện tập nhưng hắn phát hiện toàn bộ mộng cảnh dần dần tại hư ảo phảng phất một cỗ khổng lồ biển sâu thủy áp, sức đẩy, tại đem mình từ nơi này bài xích ra ngoài, để cho mình trở về cạn tầng ý thức. Xoạt, chúc chính vi mở mắt ra, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tiến. Một buổi trưa ngủ thời gian lại qua. Chết đều muốn yêu tương đương tương đương tương đương không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái. Trong túc xá, Vương Quân đặc sắc kích tình chuông điện thoại di động vang lên, mấy người lục tục ngo ngoe từ bối rối bên trong bò lên, buổi chiều là có khóa. Buổi chiều hai tiết khóa, sau đó ta muốn đi làm gia giáo. Lý Hưởng một bên rời giường, một bên lớn tiếng kêu la, tiểu thí hài kia thật khó hống, cha mẹ hắn vẫn là làm ăn mày đuổi ta, nói mời ta cái tam lưu sinh viên là cho ta mặt mũi mới mời ta cho cái rắm mặt mũi, bọn hắn còn không phải là bởi vì nghèo, đúng rồi, các ngươi hai cái xế chiều đi đây, Lý Hưởng hỏi. "Ta cả ban đầu hiệu", Vương Quân nói. "Chúc Chính Vi nói, ta trở về đi ngủ, còn ngủ, ngươi không thành heo." "Hiệu ngươi không cả rồi. Hai chúng ta lần này khẩu hiệu không phải chỉ cần quyển bất tử, liền hướng chết bên trong quyển, ngươi quên rồi." Vương Quân kinh ngạc bắt đầu, đau lòng nhức óc nói: phần mềm mặc dù là ngươi viết kia tiếp theo tiền ta cũng không phân cho ngươi không phân liền không phân chúc chính vi không thèm để ý cái này hắn vội vàng cả nhân sinh của mình ban đầu hiệu nào có ở không đi cả trò chơi ban đầu hiệu tiểu tử vậy mà xem nhẹ ta mình đang trộm vội vàng càng quyển sự tình nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit. Người Lùn Đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có.